Hello, chào các bạn. Hôm nay ta dùng cháo hoàng kỳ, nó phòng ngừa tái phát cho người bị mắc bệnh ung thư sau cái phẫu thuật và cái người mắc bệnh ung thư ngực bụng. Ta làm như sau: có hoàng kỳ, ta dùng 120 gram, rồi ta dùng gạo tẻ, dùng 60 gram. Hay là ta dùng gạo lứt thì gạo lứt tốt hơn. Đường thì ta dùng đường thẻ là 10 gram. Ta dùng quýt, ta dùng vài muối quýt nha. Ta chế biến như sau: hoàng kỳ thì ta nấu, đặc rồi ta lấy nước cốt, ta bỏ cái gạo đã vo vào, vừa nấu vừa nở, xong sau đó ta thêm đường thẻ vào, rồi ta tưới, ta thêm một chút xíu cái nước quýt nữa, rồi ta nấu cháo. Nấu cháo cho nó đến khi chín là được. Mỗi ngày ta dùng một lần, nên dùng là thường xuyên. Cái công dụng của nó là kiện tỳ dưỡng vị, lợi thủy và tiêu phù. Nó bồi bổ nguyên khí, phòng ngừa tái phát cho cái người mà bị mắc bệnh ung thư mà sau phẫu thuật ung thư ngực bụng nha các bạn. Khi sử dụng thì nên mà cái người mà ung thư ngực bụng nên dùng hoàng kỳ sống nha các bạn. Những cái người khác thì nên dùng hoàng kỳ nướng đó. Bây giờ ta qua cái bài mà canh kê quyết đằng, hoàng kỳ rồi táo. Bài này nó có cái tác dụng là bổ huyết và ích khí. Nó dùng cho cái người mà mắc bệnh ung thư sau khi mà hóa xạ trị. Thường là cái trường hợp mà này là bị giảm thiểu cái bạch tế bào, vì những cái người mà ung thư hóa xạ trị thường hay bị mất cái bạch tế bào đó. Thì ta làm như sau: là hoàng kỳ ta dùng 15 gram, rồi táo ta dùng 5 trái, rồi kê huyết đằng là ta dùng 30 gram. Đó, tất cả ta đem rửa sạch đó, rồi thêm nước sắc khoảng 20 phút, rồi ta lọc lại, lại thêm nước sắc lại 20 phút nữa là được 2 nước rồi nha. Hai cái lần nước cốt này thì ta chập lại chung thành một lần, ta nấu cho nó còn lại một chén thôi, thì là mỗi ngày ta dùng một thang như vậy, ta chia làm 2 lần để uống. Đó là canh kê huyết đằng, hoàng kỳ và táo. Nó dùng cho cái người mà mắc bệnh ung thư sau cái hóa trị xạ trị bị giảm thiểu cái bạch tế bào. Ta qua tiếp bách hợp hầm thịt thỏ. Nó có cái công dụng gì? Đó là nó dùng cho người mà bị mắc bệnh ung thư và đang mà bị xạ trị và trong cái thời kỳ giữa đó, phóng xạ trị liệu cái thời kỳ giữa. Cách thức ta làm như sau: cái công dụng trước là công dụng của nó là thanh nhiệt giải độc và bổ âm dưỡng vị đó. Ta ăn cùng với cơm và canh, hoặc là uống nước canh. Cách thức ta chế biến như sau: ta dùng cái bách hợp là 40 gram, thịt thỏ là 250 gram, thêm nước. Sau khi mà bách hợp rửa sạch á, thịt thỏ ta cắt miếng, ta cùng bỏ vào cái nồi đất, rồi thêm cái nước lạnh vừa đủ, thì ta dùng là nấu, dùng lửa nhỏ và ta hầm, sau đó nêm muối và gia vị cho nó dễ ăn đó. Ta dùng canh bách hợp và trứng gà cho người ung thư rất tốt các bạn. Người mà ung thư là bị hồi hộp và không an, và người này bị ói mửa đó, thì cái công năng của nó là nhuận dưỡng và tiêu phổi, và nó an thần đó. Ta dùng bách hợp là 40 gram, rồi dùng hột gà là 1 trái,
bách hợp ta ngâm cho qua một đêm, xong rồi sau đó ta đổ cái nước đó đi, ta rửa sạch, ta dùng cái nước sạch để nấu, rồi sau đó đánh đều hột gà vào cái bách hợp, nước bách hợp đó, rồi xong ta thêm cái đường phèn hoặc đường thẻ, rồi ta nêm cho nó vừa ăn thì là nó được. Mỗi một lần có thể dùng, mỗi ngày dùng thường xuyên, dưỡng tim phổi và nó an thần. Ta qua tiếp cái bài mà nước rong biển và quyết minh. Cái thành phần nước rong biển ta dùng là 30g, quyết minh tử ta dùng 30g. Rồi ta chế biến như sau. Ta ngâm rong biển cho nó nở. Thường là ta mua rong biển ở ngoài cái bách hóa xanh á, thì nó ta đã sắc rồi, rất là đơn giản. Ta nấu với nước, cái lấy ra sau khi ngâm ta lấy ra ta nấu với quyết minh tử. Thì sau khi ta nấu rồi thì ta uống cái nước và ăn rong biển. Cái công năng của nó là thông tiệt và nhuận trường đó. Nó dùng cho cái người mà mắc bệnh ung thư mà bị bí đại tiện, rất là quan trọng nha các bạn đó. Chú ý là khi mà quyết minh tử không thể là nấu lâu, tốt nhất là khi mà rong biển mà mềm thì ta mới bỏ vô thì nó là tốt nhất. Bây giờ ta qua phần nấu sườn heo, nấu với lô hội thì rất là tốt. Lá lô hội tươi thì ta dùng 4 lá, rồi sườn non ta dùng 300g, rồi ta thêm muối và nước lạnh, ta dùng như thế nào. Lá lô hội thì ta rửa sạch, ta dùng dao rạch vài đường, sau đó là ta dùng cái sống dao và đập dập, ta bỏ vào nồi. Còn cái sườn heo thì ta lừa ít mỡ thôi và rửa sạch, ngâm muối, sau đó rửa sạch, sau đó ta cho 1,5 lít nước và hầm sườn trong vòng tiếng đồng hồ nó ra mềm, sau đó ta múc ra, và nếu được rồi thì ta ăn liền, ăn nóng, ăn sườn và ta uống canh. Cái công dụng của nó là nó thanh nhiệt, và nó mát gan, nó kiến tỳ và nhuận phổi, rất là tốt. Lô hội thì dùng cái loại mà lô hội để ăn á, đó là cái bài mà thuốc mà rất tốt cho cái người mắc bệnh ung thư bị bí đại tiện, rất là quan trọng nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, và cái người bệnh thì chúng ta nên tạo điều kiện cho họ nghe những cái bản nhạc mà họ thích, và cũng thường xuyên nhắc nhở họ cho họ tập thể dục, và nhất là cái bài dịch cân kinh thì nó hỗ trợ cho họ vừa ăn, vừa tập thể dục, vừa nghe nhạc, để nó làm cho cái tinh thần nó tư duy tích cực hơn, để mà chiến thắng cái bệnh tật. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.